Thú vị khi xem lại loạt ảnh cưới xưa lơ xưa lắc của sao Việt. Loạt ảnh kết hôn từ thời xa xưa của các sao Việt khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên. Cùng những bộ trang phục mang đậm màu sắc truyền thống của những ngày xưa cũ, hình ảnh về đám cưới Xuân Hinh, Chí Chung, Diễm My cùng loạt sao Việt khiến khán giả không khỏi thích thú khi xem lại. Đám cưới mang đậm nét truyền thống của cố nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thịnh và vợ vào những năm 1950. Có ai nhận ra đây chính là bác Phạm Bằng quen thuộc của Gặp Nhau Cuối Tuần? Nụ cười hạnh phúc trong ngày cưới của cố nghệ sĩ Văn Hiệp và vợ. Tài tử Chánh Tín và vợ Bích Trâm, gần đây câu chuyện về những lần ngoại tình của nam nghệ sĩ bị vợ bắt gặp và tha thứ gây chú ý với người hâm mộ. Diễn viên hài Chí Tài và vợ kết hôn vào năm 1987. Không khó để nhận ra mái tóc đặc trưng của nam nghệ sĩ được lấy từ cảm hứng các tài tử Hồng Kông thời đó. Nghệ sĩ Chiều Xuân lên xe hoa với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khi vừa tròn 20 tuổi. Váy cưới của cô được thuê từ cửa hiệu váy cưới nổi tiếng nhất Hà Nội ngày ấy. Hoa cưới được đặt từ một tiệm hoa lâu đời ở phố Cửa Nam. Cặp đôi nghệ sĩ Chí Chung Ngọc Huyền, bộ váy cưới điển hình với áo trắng, găng tay ren và đội khăn voan. Hình ảnh hiếm hoi của Diễm My và chồng doanh nhân Việt Kiều trong đám cưới được tổ chức vào năm 1994. Nghệ sĩ Xuân Hinh lập gia đình vào năm 1995. Nghệ sĩ hài Quang Thắng và vợ. Diễn viên Tự Long và bức hình hiếm hoi với người vợ đầu tiên trong đám cưới là người khá kín tiếng trong cuộc sống đời tư, nên thông tin anh từng có hai đời vợ khiến nhiều khán giả bất ngờ. Hình ảnh hiếm hoi trong đám cưới của danh hài Hoài Linh tại Mỹ. Lâm Khánh Chi, tôi mặc 15 bộ váy cưới, chú rể mặc 13 bộ lễ phục, tổng số tiền của đám cưới thế kỷ là... Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi cho biết, chỉ riêng số tiền cho trang phục và trang trí tại lễ cưới của mình cũng lên tới con số gần 3 tỷ đồng. Những ngày qua, đám cưới của người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Trần Phi Hùng đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Sáng 28 tháng 12, giọng ca Tình Cờ Gặp Nhau và ông xã sẽ tổ chức lễ rước dâu ở Long Hải, quê nhà chú rể. Sau đó, hôn lễ chính thức diễn ra vào ngày 11 tháng 1 tại một trung tâm tiệc cưới lớn ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 20 tháng 12, trong buổi trò chuyện trực tuyến với độc giả, Lâm Khánh Chi cũng cho biết thêm về những điểm đặc biệt cũng như công tác chuẩn bị đám cưới trong thời điểm hiện tại của mình. Lâm Khánh Chi có thể chia sẻ với độc giả về thời điểm nhận được lời cầu hôn của Phi Hùng. Tôi nhận được lời cầu hôn của Phi Hùng khi tham gia chương trình Yêu Là Cưới. Hôm đó tôi rất bất ngờ khi ở cuối chương trình anh Hùng cầu hôn tôi bằng những cưới và hoa rất lãng mạn. Lâm Khánh Chi và chồng chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi? Tôi và ông xã chuẩn bị được 70% rồi, còn lại chỉ là một số công việc lặt vặt. Tôi nghĩ tất cả mọi thứ sẽ hoàn tất trong mấy ngày sắp tới. Cảm xúc của Lâm Khánh Chi khi có rất nhiều người quan tâm đến đám cưới của mình, thậm chí họ còn đặt tên cho đám cưới của bạn là đám cưới thế kỷ, vì có vẻ như nó quá rình rang và hoành tráng. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui khi được tất cả mọi người yêu quý và quan tâm đến đám cưới của mình. Còn riêng chuyện khán giả đặt cho đám cưới của tôi là đám cưới thế kỷ, thì tất nhiên tôi cảm thấy rất vui và thích thú. Đối với tôi, tên gọi này khá dễ thương. Hiện tại tôi và ông xã đang cố gắng hết sức để tổ chức một đám cưới hoành tráng, nghiêm trang và ấm áp nhất có thể. Ngoài ra, tôi sẽ làm tất cả mọi điều để đám cưới được chu toàn nhất. Lâm Khánh Chi có thể tiết lộ một chút về số tiền đầu tư cho đám cưới này. Thực sự, tôi không muốn tiết lộ nhiều về vấn đề kinh tế vì sợ mọi người nghĩ mình đang PR. Nhưng tôi vẫn chia sẻ một chút, tôi rất thích mặc áo cưới, nên đặc biệt vào ngày trọng đại của mình, tôi sẽ mặc rất nhiều bộ váy cưới lộng lẫy. Cụ thể tổng cộng tôi mặc 15 bộ váy cưới, trong đó có 5 bộ tôi chụp ảnh cưới ở Đà Nẵng, 10 bộ cho hai đêm ngày 28 tháng 12 và 11 tháng 1 và chú rể sẽ mặc 13 bộ lễ phục. Ngoài ra tôi còn đầu tư may cho phù dâu 10 bộ áo dài nữa nên kinh phí đầu tư cho đám cưới của tôi chỉ riêng tiền trang phục vào khoảng 1,5 tỷ đồng, còn tất cả tiền trang trí bao gồm hoa, âm thanh, ánh sáng vào khoảng 1 tỷ đồng. Bạn có thể bật mí ngoài danh sách thiệp cưới thì còn khách mời nào đặc biệt nữa không? Tôi mời rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trường Giang, Mỹ Tâm, Hiền Thục, Thanh Thảo, Hồ Quang Hiếu, Quý Bình, Hàn Thái Tú, Nhật Kim Anh, Bảo Chung, Lê Giang, Quang Lê. Nhiều người cho rằng đám cưới này Lâm Khánh Chi tổ chức như một show ca nhạc vì có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
đầu tư trang trí tiền tỷ đồng, thậm chí như vé mời. Vậy bạn có sợ người ta nói rằng Lâm Khánh Chi đang dùng đám cưới để PR? Tôi nghĩ mỗi người có một suy nghĩ riêng, không thể ép ai suy nghĩ giống mình. Đây là ngày trọng đại và nhất là Lâm Khánh Chi. Lại khác rất nhiều so với những người con gái bình thường khác. Việc có được hạnh phúc là rất khó. Vì vậy tôi muốn tổ chức đám cưới thật long trọng và hoành tráng nhất có thể. Vì đó là tất cả tình cảm của tôi dành cho đám cưới của mình. Theo tôi nghĩ nếu tất cả mọi người giống và sống cuộc đời như Lâm Khánh Chi, nếu có cơ hội thì mọi người sẽ làm giống tôi thôi. Trong công tác chuẩn bị đám cưới ngoài chồng thì bố mẹ chồng có giúp đỡ Lâm Khánh Chi gì không? Bố mẹ chồng giúp đỡ tôi rất nhiều. Hiện tại ông bà đang lo chuẩn bị buổi hôn lễ của nhà trai tại Vũng Tàu. Vậy hiện tại, mối quan hệ giữa Lâm Khánh Chi và bố mẹ chồng như thế nào? Bạn có sợ chuyện mẹ chồng nàng dâu? Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng phải nói là rất thân. Ông bà rất thương tôi và ngược lại. Tôi nghĩ bản thân mình rất may mắn khi gặp được bố mẹ chồng rất hiểu và thương yêu con dâu. Vậy nên tôi không lo chuyện mẹ chồng nàng dâu. Bố mẹ ruột Lâm Khánh Chi nói gì về người đàn ông của đời bạn? Bố mẹ rất bất ngờ và mừng khi tôi gặp được một người đàn ông yêu thương con gái họ hết mực. Tại sao Lâm Khánh Chi không chọn một người làm trong làng giải trí mà lại là một người bình thường? Tôi nghĩ chúng ta không thể lựa chọn tình yêu và duyên nợ vì nó không phải món hàng hay vật chất có thể đem ra trao đổi. Mình có duyên có nợ với ai thì mình sẽ đến với người đó và sẽ sống với họ trọn đời. Tôi nghĩ tình yêu, gia đình hay bạn bè đều là duyên nợ với nhau. Vì vậy tôi nghĩ mình và ông xã có duyên, có nợ nên mới lấy được nhau. Sự chênh lệch tuổi tác có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người? Tôi nghĩ nếu ảnh hưởng thì sẽ không có kết thúc đẹp như thế này. Tôi nghĩ chuyện tuổi tác không quan trọng lắm. Quan trọng là hai người phải hiểu nhau, quan tâm và đồng cảm. Còn chuyện tình cảm chỉ là vấn đề con số. Và tôi nghĩ mình còn rất trẻ, tính cách hồn nhiên yêu đời khá giống với những cô gái 20 mấy tuổi. Nên tôi nghĩ mình rất hợp với Phi Hùng. Theo chị, Phi Hùng là người như thế nào? Anh có hay ghen? Và bạn thích nhất điều gì ở ông xã tương lai? Đương nhiên ai yêu cũng ghen, nhưng anh Hùng ghen rất đúng chuyện. Đặc biệt anh Hùng rất hiểu và thông cảm với Lâm Khánh Chi. Còn nếu như một lúc nào đó anh Hùng ghen thì tôi sẽ giải thích và nói cho anh hiểu. Hôn nhân của cặp đôi bình thường cũng có nhiều khó khăn. Còn đối với một người có số phận khác người như Lâm Khánh Chi thì có lúc bạn gặp phải chông gai khó khăn hay chưa? Hiện tại xã hội rất phóng khoáng và nhà nước cũng công nhận nên người chuyển giới và cộng đồng LGBT sống ở Việt Nam cũng không còn khó khăn như trước nữa. Phần lớn chắc tôi là người khá may mắn nên khi yêu ai cũng được đáp lại hết. Người ta có câu hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vậy khi Lâm Khánh Chi quyết định kết hôn, bạn từng nghĩ đến điều này chưa? Tôi nghĩ mình cũng ngoài 30 tuổi rồi nên bản thân sẽ sống cuộc sống bình an và an phận. Khi mình chọn cuộc sống như thế thì không còn điều gì để lo lắng. Trên đời này mình không thể nào có được tất cả mọi thứ nên tôi cũng không nghĩ đến những điều sâu xa đó. Nhã Phương lẻ bóng đến ra mắt phim, né tránh khi được hỏi về Trường Giang. Trong buổi công chiếu phim Lôi Báo, Nhã Phương một mình đến sự kiện mà không có sự xuất hiện của Trường Giang. Ngày 19 tháng 12, buổi công chiếu bộ phim Lôi Báo đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ nổi tiếng. Đặc biệt, màn xuất hiện đầy ấn tượng và gợi cảm của diễn viên chính Nhã Phương khiến sân khấu trở nên nóng hơn bao giờ hết. Những sự kiện trước đó, Nhã Phương luôn được người yêu Trường Giang hộ tống. Nhưng vừa qua, Nhã Phương là lẻ bóng đến tham gia buổi công chiếu phim mà cô đóng chính. Nhã Phương đảm nhận vai chính trong bộ phim Lôi Báo của đạo diễn Victor Vũ. Trong sự kiện, khi được nhắc đến Trường Giang thì Nhã Phương né tránh bất cứ câu hỏi nào liên quan đến người yêu. Người đẹp cũng cho biết, hiện tại dù gia đình đã hối thúc chuyện cưới xin, nhưng bản thân cô vẫn chưa có ý định hay kế hoạch sẽ kết hôn trong thời gian tới. Bên cạnh Nhã Phương, dàn diễn viên chính trong bộ phim Lôi Báo cũng đem lại cho người hâm mộ sự thích thú như Vũ Ngọc Anh, Cường Seven, Quách Ngọc Ngoan hay diễn viên Chánh Tín. Theo đuổi phong cách sexy, Vũ Ngọc Anh thiêu đốt mọi ánh nhìn. Đạo diễn Victor Vũ và bà xã diễn viên Ngọc Diệp cùng nhau xuất hiện. Quách Ngọc Ngoan nhìn khá phong trần ở buổi họp báo công chiếu phim. Cường Seven và bé A Bù vào vai hai bố con trong phim Lôi Báo. Bê Trần đến chúc mừng thành công của ekip phim Lôi Báo. Cặp đôi Cát Phượng Kiều Minh Tuấn tình tứ trong sự kiện. Rapper Suboi và người yêu cùng tham gia buổi công chiếu phim. Ca sĩ Trọng Hiếu là người thể hiện ca khúc chính trong bộ phim. Lôi Báo là bộ phim kể về một chàng trai bỗng nhiên có sức mạnh siêu anh hùng sau một cuộc phẫu thuật kỳ lạ.
Nhưng cũng chính vì cuộc phẫu thuật đó mà hạnh phúc mạng sống của anh và gia đình cũng bị đe dọa theo. Chuyện phim bắt đầu khi Tâm, do Cường Seven thủ vai, phát hiện ra mình chỉ còn 2 tuần để sống. Anh vốn là một họa sĩ truyện tranh đang sống hạnh phúc cùng gia đình, nhưng giờ đây mọi thứ đều sụp đổ. Giáo sư Mã Hoàng Sơn đã quyết định thực hiện một cuộc phẫu thuật kỳ lạ đầy nguy hiểm để cứu sống Tâm. Sau cuộc phẫu thuật đó, Tâm bỗng khỏe mạnh như một siêu anh hùng, nhưng mối quan hệ giữa anh và vợ Nhã Phương lại trở nên phức tạp hơn bao giờ hết bởi sự xuất hiện của một người con gái bí ẩn chập chờn trong ký ức của Tâm. Bên cạnh đó, mọi hành động của Tâm đã bị lọt vào tầm ngắm của ông Đạo Chánh Tính, trùm xã hội đen và Lực Quách Ngọc Ngoan, tay chân thân tín của ông ta. Phim Lôi Báo sẽ được chiếu trên toàn quốc từ ngày 22 tháng 12.